À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Vũ Tuấn Cổ phiếu Kim cương. Trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 9 tháng 3, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. À, thì các anh chị có thể thấy là với cái quan điểm của mình nhận định thị trường à, kể cả ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng vậy thì thị trường đang trong cái giai đoạn rủi ro điều chỉnh ngắn hạn và chúng ta ưu tiên quản trị danh mục hơn là cái việc mà chúng ta mua bổ sung các cổ phiếu cũng như là nắm giữ số lượng cổ phiếu. Tại sao thế? thì như hôm qua mình cũng có phân tích rồi đúng không ạ thì mình cũng sẽ phân tích lại đúng không? để cho chúng ta có những cái sự quan sát có những cái sự đánh giá và có những cái sự nhìn nhận thì các anh chị thấy là nếu thị trường chung thì bao giờ chúng ta cũng phải nhìn các cái chỉ số index và các cái khối lượng giao dịch đúng không ạ mình cũng nói nhiều rồi thứ nhất là nói về cái chỉ số index thứ nhất là về cái điểm số của vn index thì anh chị thấy là nếu mà xét yếu tố góc độ trung hạn và dài hạn hơn thì vẫn trong một cái xu hướng lên tuy nhiên là trong một cái ngắn hạn thì các anh chị nhìn thấy nó đang trong một cái xu hướng xuống nhé các anh chị nhìn đây các anh chị thấy uh, cho đến cái ngày mùng 7 tháng 3 đổi về trước trong suốt giai đoạn này thì mình đều duy trì cái quan điểm nhận định là thị trường trong cái giai đoạn đi lên yếu hay còn gọi là sideways đúng không ạ? Tuy nhiên là các anh chị thấy rằng là phiên hôm qua thì mình cũng cảnh báo là có cái rủi ro nhất định là bởi vì sao? Các anh chị nhìn vào đây, các anh chị thấy thứ nhất là nó đang cái tiểu xu hướng là đi xuống, đúng không ạ? Đi xuống này không có nghĩa là nó sập thị trường nhé, đi xuống này là nó là một cái nhịp điều chỉnh để làm gì? Để mà rũ bỏ những cái nhà đầu cơ đi, các anh chị thấy với mỗi một giai đoạn thị trường đi lên dù nhiều gì ít thì nó sẽ có những dòng cổ phiếu mà cho các anh chị lợi nhuận đúng không nếu các anh chị nhìn trong cái danh mục cổ phiếu kim cương không đúng không ví dụ vừa qua rất nhiều cổ phiếu lên ví dụ như một số cổ phiếu việt đạm đúng không một vài cổ phiếu như bán lẻ đúng không ạ tăng khá là tốt nhưng ví dụ như vậy thì các anh chị nhìn thấy khối lượng này và những cái nhịp rũ này thì cái dòng tiền nhà đầu cơ hoặc những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ là bị ao ra hết sau đó thì nó sẽ tăng dần tăng dần và đâu đó thì những cái nhà đầu tư một số nhà đầu tư không phải tất cả nhà đầu tư đều kiếm được tiền nhưng một số nhà đầu tư thì mua được một số cổ phiếu mà kiếm được lợi nhuận thì đâu đó lên đây các anh chị sẽ chốt các anh chị nhìn thấy cái khối lượng và giao dịch nó tăng lên thì chúng ta nhìn cái này chúng ta biết là khi nó bán ra với khối lượng tăng lên thì nó sẽ có một nhiều điều chỉnh nhưng nhịp điều chỉnh này thì không phải là nhiều điều chỉnh nguy hiểm tức là sao thông thường thì các anh chị thấy là nếu mà những cái điều chỉnh nguy hiểm đều là do cái dòng tiền bán ra ồ ạt của nhà đầu tư lớn đúng không ạ tuy nhiên là các anh chị nhìn vào những cái giai đoạn hiện nay thì nhà đầu tư lớn người ta đâu có kiếm được tiền nhiều đâu đúng không ạ thì chắc chắn là người ta chưa kiếm tiền thì người ta cũng không dạy gì người ta bán vào chân người ta và người ta bán âu à đúng không ạ? Thì đây là những cái dự chốt lời của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì cái việc những cái cổ phiếu đi lên thì cái việc chốt lời là cần thiết là cái nhất. Cái thứ hai là có nhiều nhà đầu tư chưa kiếm được tiền, nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa kiếm được tiền thì họ sẽ bán ra. Bán ra và nó sẽ rũ, đúng không ạ? Nó sẽ rũ. Các chị nhìn thấy đều những cái giai đoạn như này, này Nó đều có những cái giai đoạn rũ, đúng không? Đây, khi nó rũ, rũ kiệt vốn thì sẽ đi lên. đoạn này nếu rũ đây khối lượng lớn xong một vài phiên nó kết vô nó sẽ đi lên thì cái việc giúp này là cần thiết nhé nó giúp được cần thiết để làm cho cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ những nhà đầu tư yếu bóng vía đúng không những nhà đầu tư không chuyên nghiệp sẽ phải, ra, phải 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 ao ra đúng không sẽ phải ao ra thì thị trường nó đi lên các anh chị thấy nếu các anh chị đặt mình vào những cái cái tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không khi mà các anh chị sợ hãi các anh chị bán ra các anh chị ra thì lúc đấy thị trường đi lên cổ phiếu đi lên và khi các anh chị lao vào, các anh chị mua đúng không các anh chị thấy hào hứng các anh chị dồn tiền vào thì thị trường lại sập đó là bởi vì chúng ta đặt mình vào tâm lý một cái cách tâm lý bản năng của con người đúng không tâm lý của một cái người không được uh, chuyên nghiệp giống như là một cái người lính nhưng mà không được đào tạo gì cả giống như một người dân thường thôi đúng không ạ thì những cái nhà đầu tư lớn thì giống như những cái lính mà được đào tạo qua những trận chiến do vậy là cái việc như này là cần thiết nha mình nói là nó đang rủi ro ngắn hạn rủi ro ngắn hạn thì sẽ là cơ hội cho giai đoạn thị trường sắp tới là một vì thứ hai là có những cổ phiếu mà chạy nước rút rồi thì nó sẽ rũ bỏ nó chuyển qua một cái dòng mới đúng ạ đấy thì là cái nguyên lý là cần thiết còn ở đây thì các anh chị thấy là cái chỉ số 95% mà mình hay đánh giá thì nó vẫn trên cái đường 95% thì nó chưa có gì là nguy hiểm cả đúng không ạ hiện nay thì các anh chị uh, vẫn có thể giữ được các cổ phiếu các cổ phiếu mạnh thì các anh chị vẫn có thể giữ được tương tự viên 30 cũng vậy Phiếu này cũng là bán ra đúng không ạ trái ngược cái mình mình với với vn thì là up index thì nay lại mua vào mua bảy phần trăm index thì giảm khỏi ba trăm số lượng cổ phiếu tốt thì các anh chị thấy là có sự sụt giảm đúng không ạ còn 212 cổ phiếu thôi thì không sao cả đúng không khi mà một cái nhịp rũ thì rất nhiều các cổ phiếu mà nó oh, nó 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 sẽ phải thay đổi thôi một số dòng cổ phiếu nó sẽ bị bán ra và nó sẽ đổi ở những cái cổ phiếu mới thì mỗi một cái nhịp như vậy thì các anh chị thấy mỗi một cái nhịp mà số lượng cổ phiếu nở ra thì chúng ta kiếm được một lợi nhuận đúng không? mỗi một nhịp cổ phiếu nở ra chúng ta kiếm một lợi nhuận các anh chị cũng vậy các anh nhìn đây nhé các anh chị nhìn chỉ số index chị nhìn thấy đúng không? đấy nó sẽ nó sẽ bị 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 giảm đi này số lượng cổ phiếu tốt giảm đi này xong nó nở ra này xong nó giảm đi nở ra nó giống như các cái, cái chu kỳ ấy các cái vòng chu dịch ấy đúng không ạ nó cứ cái âm xong lại dương dương xong lại âm tất nhiên là giai đoạn thị trường đi lên như thế này thì là cái dương sẽ là chi phối còn giai đoạn thị trường đi đi xuống thì là âm sẽ là chi phối nhưng mà nó luôn luôn có sự luân phiên nó giống như cái sự thay đổi đó là sự cần thiết để loại bỏ những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ Ê, cũ để chuyển sang những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ mới đúng không ạ thì đấy là chuyện bình thường nhé các anh chị nhé thì cái ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta cái dấu hiệu là chúng ta vào thị trường Các anh chị sẽ hỏi là khi nào sẽ quay lại thị trường được Thì các anh chị sẽ chờ khi mà một vài phiên nó rũ ra Khối lượng nó kiệt, khối lượng nó cạn đi Thì chúng ta lại có thể vào được Vì đây vẫn trong cái giai đoạn sideways Chúng ta không cần phải những cái ngày uh, lấy đà Đúng không ạ, chúng ta không không cần lấy ngày follow to đây nhé Chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần khi mà nó rũ kiệt vôn và bắt đầu nó hồi lại thì chúng ta sẽ có thể quay lại thị trường <laughs> thì uh, mình sẽ không 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 khuyến nghị mua nhưng mà những cái dòng cổ phiếu nào là những dòng cổ phiếu mạnh Và những cổ phiếu nào là những cổ phiếu vẫn có thể nắm giữ được Thì anh chị có thể nhìn thấy ở đây Đây là những cái dòng cổ phiếu ở Mạnh hơn thị trung Thì các anh chị thấy là một số dòng vẫn mạnh hơn như dịch vụ vận tải như HH cái thứ này vẫn rất là tốt đúng không ạ Hóa chất chuyên dụng Đúng không mấy cổ phiếu đạm khá tốt Hóa chất này Một vài cổ phiếu khai khoáng này Dầu khí Dầu khí vẫn rất là ổn nhé Vận tải biển Đấy, Đúng không ạ Vận tải Thép Thép này cũng cũng ổn nhé thép này thì các cổ phiếu nó không phải là các cổ phiếu kênh trên cho nên mình không ưa thích lắm nhưng mà nếu uh, gần đây thì mình thấy vận tải chạy khá tốt đúng không ạ bán lẻ thì dụng rồi hôm trước bản thân mình mới lại mấy anh chị trong nhóm cũng mua được mấy cổ phiếu pet mấy flt thứ như là để dụng rồi đúng không ạ nó chuẩn bị uh, một số cổ phiếu nó sẽ chạy nước rút và nó cũng sắp dụng tiếp thì lát mình cũng sẽ nói ok đấy là các cái nhóm ngành thì các cái cổ phiếu thì như thường lệ thì các anh chị nhìn thấy chỉ là hai nhóm một là nhóm các cổ phiếu cancelim và dòng tiền và tốt một nhóm thứ hai là vda và dòng tiền thì nó khác nhau cái gì các cổ phiếu cancelim là những cổ phiếu nó đang chạy ở giai đoạn trên nền đúng không ạ liên tục bứt tốc còn vda là những cổ phiếu trong nền còn cổ phiếu kim cương là thuộc những cái nhóm ngành mạnh cổ phiếu ok là những cái nhóm ngành chưa rõ đúng không ạ chưa rõ hoặc là nó khá là đơn độc nó khá là đơn độc còn các cổ phiếu ok này là các cổ phiếu trong nền thì các anh chị nhìn thấy chúng ta sẽ ưu tiên từ trên xuống đây là những cổ phiếu kim cương tốt nhất nhé. Thì các anh chị nếu như cổ phiếu này thông thường nếu như cổ phiếu kim cương này mà thùng MA10 thì nó sẽ có một nhịp chỉnh hoặc là một nhịp nghỉ hoặc là sẽ rơi. Tức là sau khi thùng MA10 thông thường nó sẽ phải tích lũy lại. Đó là tại sao mà mình nhắc các anh chị là những cổ phiếu kim cương này khi thùng MA10 chúng ta xem xét bán. Tương tự các cổ phiếu này cũng thế này, cũng là thùng MA10. Và các cổ phiếu này là thùng MA20. Đấy. Nhưng hôm nay thì mình sẽ không khuyến nghị mua bất cứ cổ phiếu nào cả các chị nhé thì các chị nhìn thấy có thể thấy là cổ phiếu Cương này, để danh sách này, đúng không? Đấy. Có một vài cổ phiếu đang chuẩn bị chạy nước rút và cũng có thể sẽ rơi. anh chị nhé chúng ta lát chúng ta sẽ đi nhìn các cổ phiếu đó. Đấy. Mình, các chị muốn xem cái cổ phiếu này, các chị có thể dừng lại nhé, dừng lại. Còn những cổ phiếu khác phía bên dưới thì mình thấy là nó bình thường. Thứ nhất là nó thuộc nhóm ngành nghề không phải đẹp, thứ hai là cổ phiếu không phải mạnh, cho mình không ưu tiên, không ưu tiên. À, mình sẽ trở về trạc đồ thị ở các cổ phiếu này cho các anh chị xem nhé Đồ thị ở đây Chúng ta sẽ đi từ trên xuống các cổ phiếu tốt nhất cho đến các cổ phiếu ít tốt hơn, đúng không ạ? trở lại một chút ừ, Các anh chị cũng lưu ý nhé là cái kênh uh, uh, Cổ phiếu kim cương này, này, mình cũng tiếp cận theo một hướng hơi khác Tức là cái cách trình bày của mình sẽ đi theo cái cách mà làm cho các anh chị nhìn được cái sự gọi là ổn định đúng không và loại bỏ cảm xúc loại bỏ những cái thứ nó mang đến chất là định định tính ở đây tất cả những thứ này đều là định lượng hết nha anh chị nhé Kensley hay đây nó đều là những cổ phiếu phân tích rất định lượng và mình đã nhấn mạnh với anh chị rất nhiều lần rồi trên thị trường chứng khoán này nếu chúng ta cứ định tính nếu các anh chị có thể dùng định tính để các anh chị đánh cổ phiếu giá trị và đánh, đánh dài thì được nhưng nếu các anh chị dùng định tính để các anh chị đánh theo đánh ngắn hoặc đánh chung thì các anh chị sẽ thất bại. Bởi vì sao? À, cái mà các anh chị nghe thấy, cái mà các anh chị nhìn thấy thì nó là lúc mà nó nó nó, nó hiển hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Còn cái lúc mà nó các anh chị chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy thì là cái lúc mà những nhà đầu tư lớn người ta hành động đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhìn vào các cái dấu hiệu kỹ thuật, nhìn vào những cái định lượng để chúng ta hành động theo chứ chúng ta đừng có chờ để định tính. Do vậy là mình muốn chia sẻ cho các anh chị một cái cách rất là định lượng là một thì thứ hai là các anh chị mà đọc cái quyển cha giàu cha nghèo các anh chị thấy đúng không ạ cái việc mà chúng ta kiếm tiền thì đừng bao giờ hào hứng với nó khi mà chúng ta thấy hào hứng với cái việc kiếm tiền là chắc chắn chúng ta không kiếm được tiền cho dù là các anh chị làm gì cũng vậy các anh chị đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán hay một cái gì đấy đúng không khi mà chúng ta hào hứng là khi chúng ta vẫn còn đang học tập là khi mà chúng ta cảm xúc của chúng ta rất là 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 ảnh hưởng rất nhiều là lúc đó chúng ta chưa chưa làm chủ được cái cái hoạt động thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là khó kiếm được tiền do vậy là mình chia sẻ này có thể với anh chị nghe các anh chị thấy nó nhàm chán và nó khô khan hoặc là các anh chị không thấy những cái gì đấy mà nó hay ho mang cái tính chất đầu tư hoặc là doanh nghiệp hoặc các thứ đúng không ạ có nhiều anh chị sẽ thấy nó nhàm chán nhưng mà nhàm chán thì mới là đúng các anh chị nhé nếu trên chứng trường, trường khoán này các anh chị thấy hào hứng các anh chị thấy bồng bềnh các anh chị thấy vui các anh chị thấy Thế, thế rất là, là 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 là, là hăng say với chứng khoán hăng say với thị trường đấy là chúng ta đang làm sai nếu trên thị trường chứng khoán chúng ta làm đúng là chúng ta phải thấy nó nham chán đúng không ạ các anh chị đọc cha giàu thì cái cha nghe các chị thấy đúng không cha giàu cũng vào bảo là làm kinh doanh hoặc là đầu tư nó là những cái trò chơi mà bao giờ chúng ta phải nhìn thấy những cái sự nhàm chán nó là những cái sự lặp lại đúng không ạ nó là những cái sự kỷ luật thì đó lúc đó chúng ta mới có kết quả thôi mình sẽ trở về cái cái ami này không lan man lại sang câu chuyện nọ sang chuyện kia thì các anh chị nhìn đây là các cổ phiếu kim cương nhé đấy ví dụ như là nhóm uh, uh, dịch vụ vận tải rất là mạnh đúng không VSC này cũng rất là mạnh vscm rất là mạnh đúng không ok nhé các anh chị nắm giữ được nắm giữ được nó chạy cổ phiếu dòng dịch vụ vận tải này có thể chạy vài phiên và chạy nước rút được khả thi rất cao về chạy nước rút luôn anh chị nhé Hh cũng vậy HH qua một số anh chị hỏi là bán chưa phiên qua chưa bán bởi vì nó vẫn trên MA10 mọi thứ vẫn ok đúng không ạ khối lượng chưa dưới bất thường thì cổ phiếu này hôm nay là là trần đúng không 6, thì theo mình thấy cổ phiếu HH này ngày mai ngày kia nó có khả năng chạy bứt tốc rất là mạnh và thị trường điều chỉnh thì những cái dòng mà đi ngược này được thì nó sẽ chạy nước rút luôn tất nhiên là nếu mà, mà giữ mã HH thì chỉ khoảng hai ba phiên nữa thì chúng ta cũng phải bán thôi nhé à, phiên được bán thôi bán là không có nghĩa là cổ phiếu nó rơi như có thể nó sẽ phải cần tích lũy thêm một cái nhịp mới thì thông thường với kinh nghiệm mình thấy thì HH này nó sẽ chạy thêm được hai ba phiên nữa và đâu đó thì nếu chúng ta chúng, ta, chúng ta có thể chốt lời anh chị nhé uh, GMD GMD thì nó chạy sau trong cái nhóm vận tải nó chạy sau nhưng mà nó ok đấy khi ba cổ phiếu nó cùng mạnh cho nên là mình củng cố thêm cái cơ sở là nó tiếp tục chạy được và HH là cổ phiếu chạy sớm thì khả năng cao sẽ chạy được rút nhé DCM ok nhé cũng rất là ok nắm giữ ok không mua thêm nữa nhé DVM thế nắm giữ những cổ phiếu này chạy chạy nước rút nhé đây là chạy nước rút nhé chạy nước rút luôn ok nằm giữ dgc dgc đúng không cũng chạy nước rút rất là ok plp plp này cũng khá là gần nền cũng khá là gần nền nhưng mà thị trường nó đang rung lắc với thứ hai là chạc nó hơi lọc chúng ta không nên mua như các chỉ chị mua rồi thì nằm giữ ok cả ba cổ phiếu này nhé khách sạn OCH đang chạy đúng không ạ nằm giữ mở nằm giữ ok nhé ppg VPG cũng nắm giữ được ok nó cũng không quá xa nền đâu nhưng chúng ta không nên mua nhé không nên mua không nên mua bởi vì là thị trường rung lắc đấy than có TDN cũng chạy ổn ổn nhé các anh chị nắm giữ TVD chạy ổn các anh chị nắm giữ đấy dòng dầu khí khí đốt này PVG ok này chạy nắm giữ này CNG cũng thế này các anh chị nắm giữ này các anh chị thấy đúng không chúng ta không cần phải làm những điều phức tạp đúng không ạ một khi cổ phiếu nó chạy thì các anh chị thấy nó liên tục nếu nó là cổ phiếu kim cương các anh chị thấy nó có thùng thủng 10 đâu không thùng trả hết thùng tất cả những cổ phiếu này các anh chị thấy trả cổ phiếu nào thùng từ điểm mua bùng nổ vật nền này trả thùng gì cả đúng không ạ nó có thùng đâu trả thùng lấy thùng nó chạm nó lại kéo lên này đúng không điểm mua vật nền này có đâu đúng không thì đấy là tại sao các anh chị các anh chị thấy là tại sao mà mình khuyến nghị những cổ phiếu kim cương như thế này các anh chị tại sao mình khuyến nghị những cổ phiếu kim cương như thế này dây hai tháng tháng hai nhá nó lại thành công đúng không PSFRT, PSD này, Hh này, đúng không? DPM này, đúng không ạ? DQC này, đấy, PVC, PVD này. Tại sao nó thành công? Đúng không? Bởi vì nó là cổ phiếu kim cương. Cổ phiếu kim cương nó không phải tăng trong một hôm mà nó tăng trong một cơ số hôm, một cơ số hôm đúng không ạ? Nó là vài tuần, nó là một vài tháng anh chị nhé. Thì chúng ta cần là chúng ta phải tìm đến những cổ phiếu kim cương ở những giai đoạn thị trường mạnh. Đấy. Ok. Dầu khí ok nhé. ASP à. ok nằm giữ này. Tiếp này, DQC. DQC thì cổ phiếu này chạy nước rút rồi nhé anh chị nhé. Cổ phiếu này mình hôm nay mình cổ phiếu này mình chốt tuần qua rồi nhé Cổ phiếu chốt, cổ phiếu này mình chốt tuần qua. Hôm qua mà bản thân thị trường lúc mà cuối phiên mình xác định là thị trường sẽ có điều chỉnh ngắn hạn và mình đã bán hết chốt lời cả DQC, chốt lời nốt cái cổ phiếu một vài cổ phiếu pet biết hiện nay chỉ còn giữ lại HAH và PVD thôi. Nhưng HAH PVD thì thầy mình thấy là HAH cũng sắp chạy nước rút và sắp chốt được rồi. Còn PVD có thể vẫn tiếp tục chạy theo cái dòng dầu khí này thì một vài phiên nữa có thể cũng chốt được oi này oi vẫn chạy được nằm giữ nhá Biết là ok nằm giữ nhá đấy ptv chạy nó rút nhá cổ phiếu này sắp rơi PVC để chạy nước rút sắp rơi sắp chốt được rồi những cổ phiếu này chốt này hết bvd thế một hai phiên nữa sẽ chạy mạnh và chạy nó rút sau cũng có sẽ rơi đấy pvs thế nhá pvs thế chạy chạy nó rút một tay biệt không không phải quá đẹp nhưng mà vẫn ok nằm giữ đi lên được đấy pvt nằm giữ lên được ấy bán lại tổng hợp này. Pit này, trần phía nào cũng trần. Đúng không? Đấy, OGC, các anh chị chỉ giữ được. Chạy mạnh, chảy, tiếp một tắt, đúng không AS thì ok nhé. Đang trên nền. KLV hơi lọc, nhưng cũng trên nền nhé. ACL, ACL các anh chị thấy này. Sau khi nó có điểm mua này, nó cũng chạy này. Đúng không? Nó cũng là kim cương đấy, đúng không ạ? ANV, ANV thì hơi 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 không không đẹp nhé, hơi lỏng sau khi có điểm mua như mấy phía này nó rung lắc khối lượng khá lớn thì chưa chưa phải nhịp có thể nó sẽ tích lũy thêm một nhịp kiệt vô ở đây thì nó sẽ chạy ở phía trên này sẽ đẹp hơn đấy PVB thấy ok nhé chạy nắm giữ đúng không PNG PNG thì nó hơi lỏng nhưng hơi lỏng nền tảng không vững thì không ưu tiên nhưng mà nó cũng là cổ phiếu ở trên nền FVD này AGM chạy tiếp một tắt đúng không LIG, ok nắm giữ được, ACC nắm giữ được, tệ nắm giữ được. Đấy, hút này chạy, này. hút này cổ phiếu này mình cũng đúng không? Cũng khuyến nghị rất là nhiều đúng không ạ? Sau đấy cũng cho lợi nhuận rất tốt từ thời ở đây này. khuyến nghị suốt giai đoạn đây đúng không ạ? Cũng cho lợi nhuận gần gấp đôi đúng không ạ? Hút này khuyến nghị rất nhiều. Lút này thì hơi lỏng. PC1, PC1 anh chị nào nắm giữ ok nhé. Nó không phải là dòng mạnh đâu, dòng xây dựng không phải dòng mạnh nhưng mà nắm giữ thì ok. C4G cũng thế nhá, không phải dòng quá mạnh nhưng nắm giữ ok. VXS ok này. DST xây dựng nắm giữ vẫn ok. <laughs> VTD AGG nắm giữ ok này, DDG nắm giữ ok này. BAF này thì nó rơi lại nền rồi nhá thì chúng ta quan sát thêm. À, nó cũng chưa thủng a 10 đâu, các anh chị nếu các anh chị mua ở đâu đây thì các anh chị cũng chưa cần phải bán đâu, chưa cần phải bán. Đấy. HDA, HDA thì không phải quá đẹp nhưng mà nắm giữ thì ok. Đó thì đó là những cổ phiếu kim cương. Anh chị nhớ đó là các cổ phiếu kim cương mà mình uh, nói rất nhiều rồi đúng không? Mình đã gọi cả cổ phiếu, đặt tên là cổ phiếu kim cương. Thì các anh chị lưu ý những cổ phiếu kim cương này. Nó không phải là kim cương trong một phiên đúng không ạ? Nó là kim cương của một cái giai đoạn chu kỳ đúng không? Đấy thì uh, hy vọng là sau thị trường rung lắc một hai phiên thì có thể quay lại được kiệt vôn và thị trường quay lại được thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội mới. Thì có thể một số cái dòng nó sẽ xuất hiện một số dòng mới hoặc là một số những cái dòng mà chạy vừa qua thì nó sẽ xây dựng được một cái nền tảng và sẽ cho chúng ta cái cơ hội đầu tư mới và cuối cùng thì kênh như thường lệ mình cũng nói với các anh chị rồi cái tiêu chí hoặc là cái nguyên tắc của mình là đúng cho lợi nhuận lớn sai thì chúng ta phải sửa rất nhanh và trong mỗi một chu kỳ thì đâu đó thì các anh chị mà đánh kéo léo mà hợp lý đúng theo nguyên tắc đó đúng không ạ thì các anh chị mua khoảng 10 10 lần mua thì các anh chị sẽ có khoảng 50 lệnh là các anh chị đúng và 50 phần trăm là các chị sai và 50 phần trăm lệnh đúng đấy thì các chị đều có lợi nhuận từ 10 20 40 phần trăm đúng không? mà sai thì các chị có thể lỗ từ 3 đến 5 thậm chí 7 phần trăm thì mỗi một cái nhịp thị trường như thế này, này. mỗi một cái nhịp thị trường như thế này, này. đúng không ạ điều đó thì cho các anh chị uh, mỗi cái nhịp như thế này cho các anh chị một cái tăng uh, trưởng NAV khoảng 20 phần trăm mình nghĩ nó là hợp lý đó thì uh, vừa qua là mình cũng đã trình bày với các anh chị, chia sẻ với các anh chị về cái nhận định thị trường. À, ngắn hạn và giai đoạn sắp tới những cái kỳ vọng của chúng ta thì hy vọng phần nào giúp ích cho các anh chị cái phần uh, trong cái hoạt động đầu tư của mình. Thì cái hy vọng của các anh chị uh, ủng hộ kênh, tiếp tục ủng hộ kênh, các, các anh chị chia sẻ kênh đến với những người quan tâm. Các anh chị đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút của chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ uh, Vũ Tuấn Official. Ok, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.